Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng và mình đang chuẩn bị đồ ăn mang theo đến trường. Tuần này là tuần đi học cuối cùng của mình rồi. Sáng nay mình lại làm bánh mì nướng với sốt mù tạt mật ong giống trong video mình ăn kia ngắn hạn á. Trước nướng một lát ăn không bõ nên hôm nay mình làm 2 lát luôn. Mình kẹp thêm 2 lát phô mai ít béo và 2 lát xúc xích ức gà hun khói. Trông chiếc bánh mì của mình xèo lép ý nhỉ. Mình định kẹp cả xà lách rồi cà chua nhưng giá bánh mì này tròn tròn khó bọc quá. Mà không bọc lại thì mình lại sợ nó bung ra hết mất. Cho thêm mấy quả cà chua bin nữa là xong phần bữa sáng. Hôm nay mình học 8 tiết nên mình mang bữa phụ theo luôn. Ở bên Đức mình chỉ thấy cam vỏ vàng như này thôi, chưa thấy cam vỏ xanh bao giờ. Sau đó thì mình cắt miếng vừa ăn để còn cho vào hộp. Mình cho thêm một ít hạt điều nữa để ăn vặt. Ngoài ra mình pha protein lắc, mình dùng sữa yến mạch không đường và khoảng 20g protein thôi, bổ sung thêm đạm cho bữa sáng. Giờ thì mình chuẩn bị đi học đây. Đến giờ giải lao rồi, mình đói quá đi mất. Bánh mì mình nướng buổi sáng để trong hộp bị mềm mất rồi, cơ mà vẫn ngon lắm. Bạn mình cứ hỏi sao mình có thể ăn cà chua bi sống, nhưng mình thấy cà chua bi ngọt ngọt chua chua dễ ăn mà nhỉ. Mình vừa học xong 4 tiết nữa, đến giờ giải lao thứ 2 rồi, phải nắm năng lượng gấp. Cam tuy hơi héo nhưng mà cũng vẫn ngọt. Bây giờ lúc nào cũng phải đeo khẩu trang ở trong lớp, mình cảm thấy khô kinh khủng. Ăn mấy miếng cam xong tỉnh cả người, bớt cảm giác khô miệng và háo nước. Tan học, mình bắt tàu về nhà tiện rẽ qua luôn siêu thị gần đó. Mua một vài thứ còn thiếu cho bữa tối và sáng ngày mai. Mình mua một bịch vỏ tortilla nguyên khám nè, thêm một nải chuối, hoa quả yêu thích của mình. Thêm phô mai sợi để nấu mì ý tối nay. Và tất nhiên không quên mua sữa chua ít béo cho bữa phụ. Đủ đồ rồi thì mình đi về đây. Giờ mình sẽ tẩy trang rồi đi tập thể dục. Mình đang sử dụng nước tẩy trang 2 lớp của Senka, gồm một lớp tẩy trang dạng sữa và một lớp nước tẩy trang micellar nên giúp da được tẩy sạch sâu. Bạn nào mà thích make up đậm nhưng lại thích sử dụng nước tẩy trang thì đây là một sản phẩm rất đáng thử nha. Chưa kể còn có thể sử dụng cho mi nối nữa. Các bạn nhớ lắc đều trước khi sử dụng. Nước tẩy trang này chiết xuất từ đậu nành Nhật Bản, giúp dưỡng ẩm và làm mềm da, đồng thời ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra còn có tơ tằm trắng và gấp đôi HA giúp cấp ẩm sâu. Sản phẩm không chứa cồn nên dù lấy sạch từ lớp trang điểm nhưng vẫn mang cảm giác dịu nhẹ cho da, không bị kích ứng. Đặc biệt sau khi sử dụng không có cảm giác nhờn dính trên da như tẩy trang dạng dầu. Và sử dụng nước tẩy trang Senka rất dịu nhẹ cho mắt nha. Mắt mình không hề bị cay trong quá trình lau sạch lớp mascara chống thấm nước. Một chai 230ml có giá 119.000, siêu hợp lý luôn. Chỉ với 2 miếng bông mà da mình sạch rồi nè. Sau khi tập thể dục thì mình rất thích sử dụng sữa tắm dưỡng ẩm này của Senka, vì sữa tắm này có công nghệ chuyển hóa mùi hương siêu xịn sò, biến mùi mồ hôi và mùi cơ thể thành hương hoa lưu trên da cả ngày luôn. Kết cấu sữa tắm ban đầu khá lỏng, nhưng chỉ cần một lượng vừa phải là đã tạo được một lớp bọt dày mịn. Đó là nhờ vào công nghệ tạo bọt độc quyền của Shiseido, hạn chế được ma sát trên da mà vẫn lấy sạch bụi bẩn. Ngoài chiết xuất từ tơ tằm trắng đặc trưng nhà Senka giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm, sữa tắm này còn chiết xuất từ hoàng bá, một loại dược liệu quý của Nhật giúp kháng khuẩn cho da cực kỳ tốt. Rất phù hợp với bạn nào bị mụn lưng. Loại mình dùng có mùi thơm từ hoa linh lan và hoa nhài. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng rất dễ chịu, bám mùi trên da khá lâu. Dù nhiều bọt vậy đấy, nhưng mà mình thấy điểm hay của các loại sữa tắm sản xuất ở Nhật là chỉ cần xả nhanh với nước là thấy da không nhờn dít tẹo nào. Một chai to bự chảng như này chỉ có 149.000, ngon bổ rẻ nha. Tối nay mình sẽ làm mì ý tôm sốt kem. Giờ mình sẽ luộc mì trước. Tôm đông lạnh siêu đắt luôn ý. Một túi bé xíu 200g đã hơn 5e. Lúc nãy mình về quê không bỏ ra cho giá đông nên giờ mình sẽ ngâm tôm vào nước vậy. Mình luộc mì thì chỉ cho một xíu muối thôi chứ không cho thêm dầu. Tí thì mình sẽ xả nước lạnh vào để cho sợi mì tách nhau ra. Mình dùng bơ thực vật để xào tôm trước. Tỏi mình không băm nhuyễn mà thái lát. Mùi tỏi phi bơ thơm nức luôn.
Mình dùng sữa yến mạch không đường làm sốt kem, sắc thêm xíu hạt tiêu cho thơm. Thêm 2 thìa sốt kem ăn kia để tạo mùi vị sốt rõ ràng hơn. Mình luộc hơi bị nhiều mì nên chỉ cho khoảng 2/3 vào thôi, chứ không đủ sốt mất. Giờ thì cho thêm phô mai sợi vào nữa, hấp dẫn quá đi à. Tôi muốn tạo mì thành hình núi mà dùng đũa không quấn mì vào được. Xếp mấy chú tôm ngay ngắn, tí còn chụp ảnh bìa. Đĩa còn lại thì kệ, mình cứ đổ thẳng ra luôn. Cuối cùng để hoàn thành món ăn hôm nay, mình sẽ rắc thêm ngò ý nữa cho đúng chuẩn. Mình dùng sữa yến mạch nên phần sốt không được béo ngậy lắm. Với cả mình cho hơi ít, giờ không thấy sốt đâu luôn. Cơ mà không phải do mình nấu nên mình tự khen mình đâu nha. Mì ý sốt kem này vẫn hơi bị ngon đấy, ăn không ngán chút nào. Tôm thì không được ngon lắm, đồ đông lạnh nên mình cũng không hy vọng nhiều. Lần sau mình sẽ làm với thịt thun khói thì chắc chắn vị mì sẽ đậm đà hơn. Chào buổi sáng các cậu. Hôm nay mình chỉ chuẩn bị bữa sáng mang theo thôi. Vì hôm nay mình có mỗi 6 tiết nên không cầm mang bữa phụ. Tan học về nhà mình sẽ ăn sau. Thay vì bánh mì thì mình lại làm bánh cuộn tortilla. Tính ra mấy kiểu bữa sáng của mình cứ loanh quanh luẩn quẩn bánh mì, tortilla, sữa chua hoài không à. Mình phết thẳng tương cà lên bánh chứ không pha sốt riêng. Rồi cho các nguyên liệu quen thuộc như rau xà lách, xúc xích ướp gà Tây Thái lát còn của hôm qua và thêm ớt chuông nữa. Mới sáng sớm mà con trà đen nhà mình lại lên cơn, không khác gì đường đua F1 ngoài kia. Muốn quay một chiếc video bình yên cũng đâu có dễ dàng. Các bạn hãy coi những âm thanh chào đón ngày mới thật nhiều năng lượng vậy. Tuy không cầm bữa phụ nhưng mình vẫn mang thêm một quả chuối, nhỡ có đói thì cũng có cái lót dạ. Chả hiểu sao mấy mình hôm nay quay lại mờ tịt như vậy luôn. Còn đúng hôm mình lười không đánh son, trông mặt mình cứ phị ra. Bình thường thì sẽ có 2 lần ra chơi, một là sau tiết 2 lúc 9 giờ dành cho ăn sáng, và sau tiết 6 lúc 12:50 dành cho ăn trưa. Tuy tuần này mình không ăn theo khung giờ nhịn ăn gián đoạn, nhưng mình vẫn duy trì 2 bữa chính một bữa phụ, nên mình đã ăn sáng vào giờ giải lao đầu tiên luôn. Định bụng để dành quả chuối, mà buồn miệng quá nên mình ăn luôn vậy, chắc tí không đói đâu nhỉ. Hôm qua mình mua thử sữa chua lên men tự nhiên, chất sữa chua đặc hơn một xíu so với sữa chua Hy Lạp mình hay ăn. Mình cho thêm một nửa quả chuối Thái Lát vào sữa chua tạo độ ngọt. Thêm vài quả việt quất đông lạnh và ngũ cốc yến mạch sô-cô-la nữa. Sữa chua này giống sữa chua không đường ở nhà ấy. Ai không ăn quen sữa chua không đường thì thêm mật ong vào cho dễ ăn, hoặc như mình thì cho chuối chín vào. Nhưng nói chung là nó vẫn chua lắm. Mình thử bẻ bánh quy yến mạch vào xem sao. Bánh quy này không phải đồ ăn kiêng, các bạn có thể thêm đồ mình thèm ăn vào bữa phụ. Tất nhiên là chỉ nên thêm một lượng vừa phải thôi nha. Bánh quy yến mạch này hơi ngọt quá, nhưng kết hợp với sữa chua không đường thì vừa đủ. Ngon lắm ý. Tối nay mình sẽ làm cơm rang trứng. Mình đã chuẩn bị các nguyên liệu khác trước rồi, giờ thì chỉ đánh trứng thôi. Khi đánh trứng thì nhớ cho một xíu muối vào nha. Giờ mình sẽ rang cơm trước, đợi chảo nóng phi hành tím cho thơm rồi đổ cơm vào chiên. Mình hay nấu một nồi cơm trộn giữa gạo nưa và gạo nâu, sau đó chiên nhỏ vào từng hộp cất tủ đông. Khi nào ăn bỏ ra dạ đông rồi quay lò vi sóng là xong. Cho thêm cả rau củ đông lạnh vào rang cùng. Và một ít xì dầu nữa. Lúc nào mình cũng mua sẵn một túi rau củ như này cất tủ đông, vừa rẻ vừa tiện cũng dễ chế biến nữa. Mình chót cho hơi quá tay dầu nên mình dùng giấy ăn thấm bớt dầu đi. Mình sẽ tráng trứng để làm trứng bọc cơm. Khi nào mặt trứng hơi xe lại thì cho cơm vào. Mình rang nhiều cơm quá mất rồi, trứng bọc vào không nổi luôn. Giờ không phải trứng bọc cơm nữa mà là cơm đắp trứng luôn rồi, lấp la lấp ló. Hè sắp đến rồi nên trời tối khá muộn,
phải 8 đến 9 giờ thì trời mới ngả màu. 6 giờ tối mà nhìn trời cứ như 3-4 giờ chiều vậy đó. Cơm mình rang hơi bị khô. Mình quên mất đây không phải gạo trắng nên chót để trên bếp hơi lâu. Sáng nay ngủ dậy mình lười quá, chả chuẩn bị đồ mang theo, nên giờ mình chạy xuống siêu thị dưới trường mua bánh mì kẹp và trái cây. Trong siêu thị này nhiều loại trái cây cắt sẵn lắm, nhưng mà mình mua hộp mix kiwi dứa với dâu. Bánh mì kẹp cá ngừ trộn sốt mayo, có cả ớt chuông thái nhỏ nữa. Vì đây là bánh mì trắng nên vỏ bánh mềm xốp hơn bánh mì đen. Lâu lắm mình mới ăn bánh mì trắng ý, cảm giác mềm tan trong miệng luôn. Tuy nhiên bánh mì này khá nhiều calo do trong nhân có nhiều xốp mayo. Lần tới mình sẽ làm kiểu bánh này bằng các nguyên liệu ít calo hơn. Sau đấy mình có ăn luôn hộp trái cây, nhưng không hiểu sao mình tắt máy từ lúc nào mà cứ ngỡ máy vẫn đang quay. Ăn xong định đưa tay tắt máy thì mới biết là máy không hề quay được một tẹo nó luôn. Thế nên là mình vẫn sẽ để lượng calo của cả bánh mì và hộp trái cây ở đây nha. Nhiều lúc cảm thấy một ngày trôi qua rất nhanh, không biết các bạn có thấy thế không? Mới ăn sáng mà giờ đã chuẩn bị ăn tối rồi. Khoai lang mình nạo sạch vỏ xong thái lát cho vào lò vi sóng quay. Nhớ cho một xíu nước vào nữa nhé. Mình lấy đĩa úp lên, còn bạn nào mà dùng màng thực phẩm thì lấy nĩa chọc lỗ thông khí nữa. Dùng lò vi sóng khoai chín rất nhanh, khoảng 7 phút thôi. Mình dùng nĩa nghiền nhuyễn, rồi đổ phần khoai lang đó sang một chiếc đĩa mới. Mình mua sẵn nước gà đã qua chế biến ở siêu thị, cắt nhỏ cho lên trên khoai lang. Nhà còn phô mai ít béo nên mình cũng phủ lên khoai lang luôn. Cho vào lò vi sóng quay thêm 1 phút là được. Thêm rau xà lách nữa cho có vitamin rau và cà chua bi yêu thích của mình. Mời các bạn ăn tối cùng mình. Có thể sắp tới mình sẽ không ra video đúng lịch được vì mình còn bận ôn thi, nên mọi người thông cảm cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sắp tới. Bye bye!